Em chào cả nhà nha. Rất vui khi các cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cà Mau Cuộc Sống của tôi, của Chiếc Lê nha. Hôm nay em xin chia sẻ về cái cách mình gói bánh cúng ở miền Tây. Mời các cô chú anh chị và các bạn cùng xem, cùng theo dõi em chia sẻ như thế nào nha. Rồi tất cả mình chào cả nhà đi. Chào cả nhà nha. Bữa nay gói bánh thì ở gia đình cũng rất là đông vui nha cả nhà. Thì đầu video thì em cũng xin chúc cả nhà luôn luôn được dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc nha. Giờ em xin chia sẻ đầu tiên là cái cách mình gói bánh này là mình kêu bằng bánh cắp nha cả nhà. Thì ở đây lá đây thì em dùng bằng cái lá dừa nha, dừa mình ăn trái đây. Đầu tiên là em gói cái bánh, em gói cái nòng bánh trước nha. Đây em cuốn cái lá nó vô trước như vậy đây. Cũng lâu rồi thì em không có gói bánh này. Thì lên chia sẻ thì em biết bấy nhiêu thì em xin chia sẻ bấy nhiêu nha. Cũng em gói thì nó cũng không có chuyên nghiệp bằng những cô chú anh chị và các bạn khác, thì mong cả nhà mình cũng thông cảm cho em nha. Những cô chú anh chị và các bạn ở miền Tây thì hầu như là rất về gành về cái công việc mình gói bánh như vậy nha. Đây sau khi em lên nồng cái lá như vậy thì em bỏ đậu vô nha. Đậu này thì em có làm trước rồi nha cả nhà. Thì về cái khâu gia vị thì mỗi người có mỗi cách chế biến khác nhau nha. Đây thì em chỉ chia sẻ về cái cách mình gói bánh nha cả nhà. Đây sau khi mình bỏ đậu vô gì thì thì thường thường thì gói bánh thì hầu như là cái cọng dây này là mình cắn vô trong con răng gì đây cả nhà, rồi mà mình mới siết vô cái bánh nha. Trường hợp này em răng giả nên em quấn vô cái dọa gì nặng ăn chịu lại cho chắc, thì mong cả nhà mình xem cũng thông cảm cho em nha. Đây chỉ cần mình vài thao tác đơn giản thì mình gói đã hoàn thành cái bánh nha cả nhà. Thì cái cọng dây mình gói vô cái bánh như vậy đây, thì mình siết cho nó chặt cái tay lại như vậy, cho cái nếp nó dẻ lại, mình luộc bánh nó không có bị nông nước nha, cho nó thơm ngon bánh hơn. Đây, đây thì ở nhà thì cũng có mấy chị em với hai con em với cháu với có bà chị đây. Đây cả nhà xem gói cái bánh rất là đơn giản nha. Đẹp quá ta, nhìn nó rất là ngon nha cả nhà. Hôm nay thì mấy chị em với gia đình em đây thì có chế bảy em với gia đình em với cháu em với bà chị thì gói bánh cắp bánh cúng để chuẩn bị cho đám xã tang của anh trai em. Thì đây cũng là một cái phong tục của người miền Tây mình nha cả nhà. Trường hợp những trường hợp như đám tang, đám cúng từng hoặc xã tang thì hầu như mình có gói bánh cắp bánh cúng như vậy nha. Với trả lại như trường hợp như ở chùa những cái ngày rằm thì hay có gói bánh cắp bánh cúng để cúng Phật rồi nha. Còn ngày bình thường mình thì hầu như ít có ai mà gói bánh này. Đây thì bà chị em đây thì chia sẻ về cái cách mình gói kêu bánh này kêu bằng bánh cúng nha cả nhà. Bánh này thì mình gói bằng cái lá chuối nha. Đây cả nhà xem cái cách mình gói bánh cũng rất là đơn giản nha. Thì sau khi đây chị em gói bánh như vậy về đây cả nhà. Cái bánh bánh cúng thì nó gồm hai cái bánh cặp lại với nhau như vậy nha. Thì sau khi mình gói bánh xong thì mình cột lại có chùm như vậy đây cả nhà. Bánh này lên. Đây. Bánh này là bánh em kêu bằng bánh cắp nha, còn bánh này thì kêu bằng bánh cúng. Đây mình cột lên có chùm như vậy đây. Để mình luộc bánh mình dễ gấp ra nha. Thì cái phần gói bánh thì khi mình làm xong thì mình gọt lên gì tới mình luộc rồi bánh cho nó chín rồi
mình đem lên, thứ nhất là dọn cuốn trước, thì sau thì mình thưởng thức nó là đã xong nha cả nhà. Thì giờ hôm nay video em xin tạm dừng ở đây nha. Em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Giờ em xin hẹn gặp lại cả nhà vào video sau nha. Rồi cả nhà mình chào. Em hẹn gặp lại cả nhà nha.